công ty tại Việt Nam, ông Trần Xuân Thủy, giám đốc điều hành Amazon Global Selling Việt Nam chia sẻ tại sự kiện diễn đàn tiếp thị trực tuyến. Ông là một trong những người đầu tiên có mặt ở Amazon tại Việt Nam. Hiện nay ông Thủy thú nhận đây là lần đầu tiên. Phía Amazon Việt Nam chính thức chia sẻ với cộng đồng marketing về Amazon Global Selling. Đại diện của Amazon cho biết, nếu như trước kia, Amazon khuyến khích rất nhiều cá nhân bán hàng trên nền tảng này, thì nay xu thế đang thay đổi. Hiện Amazon đang hướng đến hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên Amazon ông Thủy không xa lạ gì với cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trực tuyến, bởi ông đã có 8 năm gắn bó với Alibaba ở cương vị giám đốc thị trường Việt Nam. Theo mô tả trên trang LinkedIn, ông cũng đã giữ cương vị phó chủ tịch phụ trách vận hành bán hàng của Lazada Việt Nam hơn một năm. Sau khi Alibaba mua lại doanh nghiệp này từ Rocket Internet, ông Thủy cập nhật chuyện nhảy việc từ Alibaba sang công ty đối thủ trên Facebook cá nhân vào cuối tháng 4 năm 2019. Nói đến thị trường Việt Nam, ông Thủy nhìn nhận các doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam có tầm nhìn ngắn hạn việc nhiều người than thở mở tài khoản trên amazon khó lãnh đạo amazon global selling việt nam cho hay từ ngày thành lập đến nay phương châm của amazon là lấy khách hàng làm trung tâm việc kiểm soát chặt chẽ người bán một mặt đảm bảo được lòng tin cho người mua khi mua hàng trên nền tảng thương mại điện tử không sợ bị lừa như khi mua online ở việt nam một mặt bảo vệ các đối tác bán hàng chân chính trên amazon